Hello, chào mấy bạn. VN trở lại đây. Thì hôm nay mình có một chút thông báo đến mấy bạn là tài khoản YouTube của mình bị mất rồi. Vì lý do mình chơi ngu chơi dại đó, mình bị mất Gmail nên thành ra bây giờ tài khoản YouTube của mình bị mất rồi. Mình không có đăng được những cái clip như trước nữa trên cái trang đó nữa. Nên bây giờ mình sẵn tiện này luôn, sẵn cái việc mất nick này luôn thì mình lập ra một cái trang mới, một cái trang chính thức là một cái trang hôm trước thì mình hay đăng nick cá nhân, bây giờ mình sẽ lập luôn một cái trang luôn. Thì cái trang này chủ yếu là sẽ cập nhật những cái đa phần là về game Học viện Tam Quốc. Giống như mấy bạn biết thì trước tới giờ thì mình cũng hay làm mấy cái clip hướng dẫn mấy bạn chơi game rồi. Mấy bạn thấy đó. Dù không ít hay nhiều thì cũng rất nhiều bạn đã ủng hộ cho mình, thì nói chung là mình cũng rất vui. Khổ nổi cái mình thích cái nick YouTube cũ, cái liên kết cũ mà bây giờ mình mất mồ rồi, thành ra vậy. Thì xin thông báo với mấy bạn luôn, thì một số nói chung là hôm nay mình mấy bạn chịu khó bỏ một chút thời gian cho mình muốn nói chuyện với mấy bạn một chút. Thì để mình tổng quan về cái trang mà mình chuẩn bị lập và những cái pic mình sẽ đăng lên trong tương lai. Thì chủ yếu thì mình mình sẽ làm nhiều pic giới thiệu cho mấy bạn về cách chơi game, và nhiều dành cho những người mới chơi. Thì những cái yếu tố, những cái cần nhất, đa phần những cái bit sẽ liên quan đến một số cái như là giới thiệu các hoạt động như thế nào, cách tham gia hoạt động, rồi một số mẹo chơi hay là review tướng. Thì cái việc mà review tướng đó thì mình nói luôn cho mấy bạn hiểu luôn là mình không có giống như mình không có chuyên nghiệp, mình không có cái tính chuyên nghiệp như những cái YouTuber như là Phát Âm Trend hay là Lê Nhân gì đó, thì mình chỉ có nói thôi, hơi phiền mấy bạn nghe một chút, thể giọng mình dở hay gì đó. Thì chủ yếu mấy cái review tướng á, mình sẽ nói rõ, mình sẽ tập trung vô mình nói về cái kỹ năng, cách bùi tướng và cái cách hướng đi của nó, chứ mình không có nói rõ về cái skill nó như thế nào, thì mình không có đủ thời gian để mình review đánh luôn cho mấy bạn coi. Thì nếu mà mình có đá, nếu mình có bôi tem mình đánh á, thì cũng cho mấy bạn xem lại một số trận thôi, xem lại thôi chứ không có thể mà bôi cho mấy bạn đánh được. Còn mình sẽ làm thêm một số bit về cái đi boss, thiên không, bắt bang, những cái nào, hoặc là đi tinh anh nè, đi đại bản doanh, rồi hay cái gì đó. Thì cái trang mới lập ra thì mình cũng xin mấy bạn luôn, không phải mình có một chút yêu cầu với mấy bạn là nếu mà mấy bạn có thắc mắc á, mấy bạn chịu khó mấy bạn để comment lại giùm mình, mấy bạn chịu khó để lại comment để mình thấy thông báo thì mình sẽ rep ngay. Thì có thể là trễ nhất thì 1-2 giờ, tại vì mình cũng không có on thường xuyên được, thì nếu có thông báo thì mình sẽ rep ngay. Và nếu mấy bạn có yêu cầu giống như là trong cái trang, ví dụ như mấy bạn coi clip này rồi, mấy bạn trong lúc mình review một con tướng, ví dụ đi mình review một con tướng đi, ví dụ mình review tí cuối video thì mình sẽ review sơ lược về một con tướng, về review sơ lược về Hà Thái Hậu một chút. Thì ví dụ mình review, hôm nay mình review về Hà Thái Hậu đi, mình nói sơ qua cách bôi tướng rồi cách xếp tem hoặc là skill nó nói về gì. Rồi sau đó thì nếu mà mấy bạn thấy hay hay mấy bạn muốn biết thêm, ví dụ như lúc mình bui Hà Thái Hậu mình cho đi chung với những con mà mấy bạn thấy lạ, mấy bạn kêu là con này thì nó mạnh như thế nào, đi chung với Hà Thái Hậu được được rồi, rồi có đi chung được con nào nữa hay không á, thì mấy bạn để lại comment phía dưới, mấy bạn hỏi thì mình sẽ trả lời liền. Thì cũng như bui tem hay là xếp tem, cái vụ mà xếp tem giùm á thì mình khuyên mấy bạn nên đăng lên Facebook. Thì cái mình sẽ để cái link nhóm Facebook của mình ở lại xuống phía dưới, và phía đa phần phía dưới các video luôn.
mà từ giờ mình sẽ làm rõ cái phần giới thiệu hơn. Tại trước giờ thì mình toàn làm tại đăng lên trang cá nhân thôi. Thì đó, nó là việc hỗ trợ mấy bạn như thế nào. Mấy bạn muốn, tại vì nếu mấy bạn đăng, mấy bạn comment trên YouTube, mấy bạn hỏi mình cách bôi tướng BK hay gì, nếu mấy bạn có những con đó thì mình thì chưa chắc là mình nói đúng được, thì mình không có đủ dữ liệu tướng của mấy bạn như thế nào. Thì mấy bạn tốt nhất là mấy bạn nên, thì hiện tại trên Facebook thì mấy bạn biết đó, có vài trang, vài nhóm như nhóm thảo luận chính thức hoặc là nhóm thảo luận Học viện Tam Quốc. Thì mấy trang đó mấy bạn hỏi cũng được, tại trên mấy trang đó cũng có rất nhiều pro chơi. Nhưng mà theo mình quan sát á, thì việc đăng hình ảnh lên mấy cái trang đó hoặc là mấy dạng nhờ bôi tướng thì đa phần thấy bị phá hoại nhiều hơn. Thì cái trang của tụi mình, thì cái trang của mình lập á, thì cũng không phải là mục đích giới thiệu hay quảng cáo gì, nhưng mà chủ yếu mình lập ra luôn. Nếu mấy bạn có yêu cầu tham gia thì mấy bạn sẽ thấy luôn, mình sẽ hỏi sẵn luôn những câu hỏi là mình xác định mấy bạn có phải là newbie hay không, phải người chơi mới hay không. Thì nếu là pro thì mình cũng sẽ chấp nhận, nhưng mà yêu cầu mấy bạn trả lời giùm mình nhé, trả lời câu hỏi giùm nhé, tại vì mình muốn cập nhật đủ thông tin là cái gì mà mình liên quan. Rồi ví dụ như mấy bạn muốn vô nhóm chat chung của cái nhóm á, thì các bạn BM cho mình, thì nick Facebook mình cũng sẽ để bên dưới luôn, để mấy bạn dễ liên lạc. Còn mà về việc mà mình sẽ hướng dẫn riêng cho mấy bạn cách up như thế nào, để mà mấy bạn hỏi về cách bôi tướng cho BK đấu bò hay gì đó mấy bạn muốn hỏi, thì bạn có thể lên cái nhóm của mình mấy bạn hỏi. Thì trên đó thì đa phần thì các quản trị viên hay là mình gì đó rảnh một cái, tụi mình sẽ rep ngay cho mấy bạn, cũng như là hướng dẫn theo kinh nghiệm của tụi mình, thì sẽ giúp cho mấy bạn được ít nhiều gì đó về việc bôi tướng. Video này thì hơi dài tại vì mình muốn giới thiệu tổng quan về cái trang này luôn. Mình cũng muốn mấy bạn không phải là gì gọi là gì, mấy bạn cứ có gì muốn nói luôn, nói thẳng ra comment bên dưới cho mình, dưới mỗi cái video á bạn nói thẳng ra cho mình luôn. Ví dụ như mình có sai sót gì hay là mình yếu về cái gì, hay là ví dụ như mình nói nhỏ quá hay là cái gì mình bui sai tướng hay gì đó, thì mấy bạn cứ comment phía dưới thì mình sửa chữa hoặc là mình sẽ rep ngay để mình khắc phục. Tại vì có một số cách mình chơi kiểu mình cách mình chơi ở bên server Việt Nam thì mình đa phần là giống bên Trung Quốc với lại GBX là nhiều, bên phiên bản English là nhiều. Thì mình chơi quen cái lối đó trước rồi, mình mới về Việt Nam mình chơi, nên có thể là các cách bôi tướng, cách xếp tướng hay cách xếp tem gì, hay là mấy cái mẹo của mình á, có thể nó lệch một chút hoặc là nó không có phù hợp với server Việt Nam thì mấy bạn để lại comment bên dưới. Rồi trước thì mấy cái video đầu tiên của mình đăng á, thì cũng có nhiều bạn kêu là mình bôi tướng mà mình ví dụ như mình review con đó mà mình tự nhiên mình bỏ mấy con mạnh quá đi chung với con đó vô, thì mấy con kia nó giữ hết cái, nói chung là nó lấy hết cái màn hình luôn rồi, nó lấy hết luôn cái điểm nhấn luôn rồi. Nhưng mà mấy bạn chú ý kỹ, nếu mấy bạn chỉ có chú ý kỹ một chút á, thì mấy bạn để ý những cái tem mà mình bôi á, thì thường á, bình thường á, những cái con mạnh đó mấy bạn thấy chưa chắc nó mạnh được như vậy, đa phần là nhờ cái con tướng review nó boost hoặc là hỗ trợ thêm á, thì mới có thể gây đam hoặc là đánh thoải mái. Giống như bàn thống thì mấy bạn nghĩ coi, ví dụ như vào game mà vài ba chiêu như họa cơ đồ Oda đồ nhảy vô chết, thì bôi con đó vô thì nó mạnh hay gì đó, bàn thống trâu hơn, mà bàn thống băng kêu mạnh hơn, thì mấy bạn cứ nói là mình quay mình review mấy cái con mà nông dân không có, thì mình nói thẳng luôn, mình sẽ để sẵn cái tựa đề luôn mà mình sẽ dành riêng riêng cho nông dân hay nông cho quay luôn. Thì chủ yếu thì mình sẽ tập trung cho nông dân nhiều hơn cái trang này luôn, mình chủ yếu mình sẽ tập trung cho nông dân nhiều hơn, review những cái sự kiện mới nhất thì mình sẽ cập nhật liên tục luôn. Cứ có sự kiện gì hot hay là những cái sự kiện mà ví dụ như trước nó ra sự kiện Sakura á, thì nhiều bạn mới chơi này cứ đâu có biết như thế nào, không biết chơi như thế nào, thì đợt đó thì mình cũng quên,
Do tập trung quá, tập trung vô cày con Sakura quá nên mình cũng quên review luôn cái sự kiện đó luôn. Thì giống tự tự vậy đó, mình sẽ review, nếu nó ra những cái sự kiện giống như vậy thì mình sẽ review lên, mình sẽ quay và mình sẽ nói sơ lược về cái sự kiện nó như thế nào để cho mấy bạn hiểu, mấy bạn dễ chơi hơn. Thì để nói rõ thêm một chút nữa thì đa phần những clip của mình sẽ khá dài và mình sẽ nói thôi, chứ mình không có giống như mấy bạn khác, ví dụ như để mấy cái dòng chữ hiện lên thì mình không có thời gian mình làm, mình đa phần mình nói thôi. Với lại nói về cái gì ta, việc bui tứ bui ải, đúng rồi. Ví dụ như nếu mà mình có review về cái mà cách bui tướng đi boss này boss nọ, ví dụ như mình bui tướng đi nói với bạn luôn, đợi xíu. Ví dụ như mình bui tướng đi vương quốc ảo đi, ví dụ như mình bui tướng đi vương quốc ảo thì mình bui con đó, mình có những con tướng nào thì mình bui như vậy, thì mấy bạn kêu mình không mình, mấy bạn thiếu mấy con đó thì bạn yên tâm, mấy bạn cứ để lại comment bên dưới, mấy bạn nói sơ lược. Ví dụ như mấy bạn nông dân đi, rồi mấy bạn chỉ viết 4 cho xuống, viết 3 cho xuống đi, viết 3 cho xuống là nông dân gốc á và không có nhiều SS, hình SS chỉ toàn ở Event mới có, thì mấy bạn comment phía dưới mấy bạn nói mình là nông dân, mình viết 3 rồi hay là gì đó, mình đi con boss này mình không có mấy con boss giống như mấy con tướng giống như bạn, thì nên bui thế nào thì mình sẽ rep rep luôn cả những tướng, rep cho mấy bạn đó luôn. Mình hứa là mình sẽ rep luôn cho mấy bạn đó về cái việc bui tướng riêng nông dân. Tuy thì mình dám chắc một điều là thì bui tướng nông dân thì cùng lắm là chỉ dây đam hơn bình thường mấy bạn bui thôi, đỡ tốn tiền mua lượt hay là gì đó, nhưng mà đam thì chắc không ổn định mấy, tại vì đa phần thì game game nào tạo ra thì chủ yếu nạp tiền nó mới mạnh thôi. Dám chắc luôn, mình chơi cái Học viện Tam Quốc này lâu lắm rồi, chơi được khoảng tầm 2 năm mấy rồi. Chắc chứ mình cũng không nhớ mình chơi được bao lâu nữa, thì hôm nay là như vậy thôi. Định review Hà Thái Hậu cho mấy bạn nhưng mà thôi trễ rồi, dài quá mấy bạn kêu trời ơi AD nói nhiều cái gì đó. Mình chỉ ngưng tại đây thôi, mình mong mấy bạn sẽ ủng hộ mình lại giống như những cái clip trước của tài khoản cũ. Bây giờ mình sẽ tạo tài khoản mới. Mọi thông tin mình sẽ để bên dưới, mấy bạn cứ vào cập nhật. Mấy bạn chủ yếu thì nếu mấy bạn muốn tìm hiểu rõ và nói chung là trao đổi kinh nghiệm nhiều thì mấy bạn nên tham gia nhóm Facebook của mình thì nó dễ hơn vậy nhé. Tạm biệt mấy bạn, thì sớm nhất mình sẽ làm một cái review về Hà Thái Hậu, về cái review Hà Thái Hậu và một số tướng mới. Thì sớm thôi chứ không có trễ đâu. Cũng giống như mình nói trước rồi, mấy bạn cứ không cần like, thì mình nói thiệt không cần like. Thì mấy bạn nếu mấy bạn muốn cập nhật thông tin sớm hoặc là những cái ấy mình đăng lên sớm thì mấy bạn subscribe đăng ký thôi. Mình không có quan trọng cái đó, chủ yếu là mình giúp mấy bạn chơi thôi, tại vì mình khá thích cái game này. Vậy nè, tạm biệt mấy bạn. Nhớ nha, mình tên là Huy An và cái trang thông tin trang thì để ở dưới, bạn cứ đọc đi, mình dài quá mấy bạn kêu mệt mỏi nữa vậy nhé. Bye bye.